hiện phần thi ý thức đội là các em đội viên tiêu biểu cho chi đội 2. Sau phần thi của chi đội 2 là phần thi của chi đội 5. Chi đội 8 chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các em đang thực hiện các yêu cầu tháo thắt khăn quàng đỏ và các động tác cá nhân tại chỗ và di động. Này nó đông như này nó làm được này là tốt rồi. Có đâu gần mà hai đội ra. Nó đông mà nó làm được. Đây này, khu tôi trước tiên khu tôi ăn hôm nay ăn từ hôm nay năm nay rồi. À đấy, ghé thế đóng góp rồi. Đóng góp từ năm nay. Qua thử mưa gió mà vẫn làm à? Qua vẫn làm mà không làm. Này là khu 2 à? Khu 2. Mới cái khu 2 thôi à? Đâu, khu này là thứ 5 rồi đấy. Oh,
quý vị. Vừa qua các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh và các em thiếu niên đã được xem các em thiếu niên chi đội 2 thực hiện xuất sắc phần thi nghi thức của mình. Xin một tràng pháo tay chúc mừng các em chi đội 2. Tiếp theo là phần thi của chi đội 5. Sau chi đội 5,